Vì sao Tô Chủ tịch phá lệ vội công bố tin tối mật Tổng Trọng qua đời? Tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ đầu năm 2024 được cho là có nhiều diễn biến không tốt. Nhưng tin ông Trọng qua đời mới đây do chính quyền công bố vẫn là một điều bất ngờ. Theo giới quan sát, đầu năm 2024, Tổng Trọng đã vắng mặt trong 2 tuần liên tiếp. Vào thời điểm đó, ông Trọng được cho là có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nhiều đồn đoán cho rằng ông đã phải nhập viện. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 1, Tổng Trọng bất ngờ xuất hiện trở lại tại phiên họp khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội khóa 15 đã dập tắt được các tin đồn. Sau cuộc họp của Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 diễn ra vào ngày 13 tháng 3, Tổng Trọng lại tiếp tục vắng mặt trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Kể cả trong lễ tuyên thệ nhậm chức của hai tân tứ trụ là Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Trọng vẫn không hề xuất hiện ở những sự kiện quan trọng này. Phải đến cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt vào chiều ngày 12 tháng 6, Tổng Trọng mới xuất hiện trở lại lần nữa với trạng thái sức khỏe khá bình thường. Lần cuối cùng, ông Trọng xuất hiện trong sự kiện hội đàm với Tổng thống Nga Putin chiều ngày 20 tháng 6 để rồi sau đó, ông vĩnh viễn ra đi. Liệt kê những điều vừa kể trên cho thấy ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ thời gian để chuẩn bị hậu sự cho ông Trọng một cách chu đáo và không cập dập như thế trên truyền thông. Chỉ riêng trong ngày 18 tháng 7 xuất hiện hàng loạt các diễn biến quan trọng như công bố các thông tin liên quan đến sức khỏe của Tổng Bí thư. Bộ Chính trị ra thông báo giao cho Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Tổng Bí thư chỉ đạo công tác trong nội bộ Đảng. Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, công bố quyết định và lễ trao tặng huân chương sao vàng cho ông Tổng Bí thư tại Quân ủy viện 108. Nhưng việc Bộ Chính trị và Chủ tịch nước Tô Lâm vội vã cho công bố thông tin Tổng Trọng đã qua đời vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 vẫn là điều bất thường. Nghĩa là chỉ sau có 4 tiếng đồng hồ kể từ khi ông Trọng chút hơi thở cuối cùng thì thông tin tuyệt mật này đã được chính thức công bố. Đây là việc làm trái với các quyết định số 440 vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 và quyết định 1295 vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế. Theo đó, những vấn đề liên quan đến sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng đều thuộc danh mục tối mật. Công luận đặt câu hỏi là vì sao Bộ Chính trị và Chủ tịch Tô Lâm lại phá lệ, vội vàng công bố tin tối mật Tổng Trọng qua đời sớm đến như vậy với ý đồ gì? Vẫn theo giới quan sát, từ đầu năm 2024 đến nay, tình trạng lộ các thông tin từ nội bộ của Đảng đã trở thành một vấn nạn trầm trọng. Bởi điều này khiến thông tin từ bên lề trái, từ mạng xã hội luôn đi trước thông tin của báo chí nhà nước Việt Nam. Đây là một trong các lý do buộc chính quyền Việt Nam phải sớm công bố tình trạng của ông Trọng với lý do đây là một tin rất quan trọng, không thể giữ bí mật được nữa, nhưng có lẽ đã bị lọt lộ ra ngoài từ trước. Hơn nữa, cách truyền thông nhà nước đưa tin theo kiểu giấu đầu hở đuôi như tặng huân chương sao vàng hay hoãn các sự kiện chính trị lớn ở tỉnh Quảng Trị vì lý do kỹ thuật, vân vân. Mối quan hệ được cho là cơm không lành, canh không ngọt giữa phe quân đội và Chủ tịch Tô Lâm là vấn đề được cho là nghiêm trọng, không thể không nhắc tới. Cũng có ý kiến đặt câu hỏi rằng tại sao ban lãnh đạo Đảng không tuân thủ theo nguyên tắc mà điều lệ Đảng đã quy định. Theo đó, thường trực Ban Bí thư, tức là Phó Tổng Bí thư sẽ thay thế cho Tổng Bí thư để mà điều hành hoạt động của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị và Ban Bí thư cho đến lúc Ban chấp hành Trung ương Đảng họp bất thường. Dẫu biết rằng quyền lực và ảnh hưởng hiện nay của Tô Lâm và phe cánh thì rất mạnh mà thường trực Ban Bí thư Lương Cường không thể vượt qua. Điều này được giới phân tích cho rằng hậu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một giai đoạn bất ổn của chính trường tại Việt Nam có liên quan đến quyền lực của Chủ tịch nước Tô Lâm, một ứng viên nặng ký cho chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Lâm phá lệ vội công bố tin tối mật Tổng Trọng qua đời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de. Vì sao trước khi chết, Tổng Trọng lại chọn Tô Lâm chứ không chọn Lương Cường kế nhiệm? Sự ra đi của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã được truyền thông nhà nước Việt Nam công bố. Hơn nữa, ban tổ chức chương trình nghệ thuật Vĩ thứ 17 Khát vọng hòa bình dự kiến sẽ diễn ra vào tối 19 tháng 7 tại Quảng Trị cũng đã được thông báo hoãn biểu diễn chương trình này. Một nguồn tin nội bộ cho thoibao.de biết ông Trọng đã qua đời vào lúc 1 giờ 30 phút sáng vào ngày 18 tháng 7 năm 2024. Tức là khi đó ông đã chết não. Từ ngày 19 tháng 7, chính quyền sẽ hoãn tất cả các chương trình văn hóa nghệ thuật trên cả nước để chuẩn bị tổ chức lễ quốc tang cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Truyền thông quốc tế cũng xác nhận ông Trọng đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu từ chiều ngày 17 tháng 7 năm 2024. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời không quá bất ngờ. Sự ra đi của ông trong bối cảnh cuộc đấu đá cạnh tranh ở thượng tầng lãnh đạo cấp cao đang diễn ra hết sức quyết liệt. Đặc biệt thời điểm này là ngay trước Đại hội Trung ương 10. Đây là một hội nghị quan trọng nhằm chuẩn bị danh sách nhân sự chủ chốt cho Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Trước đó, theo giới quan sát, ngày 18 tháng 7 trong một thông báo được coi là hiếm hoi của Bộ Chính trị đề cập đến sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Bộ Chính trị đã chỉ định Chủ tịch nước Tô Lâm thay ông Trọng điều hành các công việc trong nội bộ của Đảng. Điều này cho thấy sức khỏe ông Trọng đã rất nguy kịch. Cùng ngày 18 tháng 7, theo giới thông báo chính thức, Bộ Chính trị đã quyết định trao tặng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm là người đã ký quyết định tặng thưởng này. Đáng chú ý, công luận thấy rằng, theo thông lệ, việc trao tặng huân chương sao vàng thường là để thưởng cho những cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc đã qua đời. Ít nhất kể từ năm 2009 cho đến nay, những cá nhân được tặng huân chương sao vàng đều là sau khi đã qua đời. Theo giới phân tích, việc Chủ tịch nước Tô Lâm được Bộ Chính trị thống nhất ra nhiệm vụ điều hành Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư là một thắng lợi hoàn toàn của Đại tướng, cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, điều này cũng khiến xuất hiện các dự đoán rằng thời gian đảm nhiệm quyền lãnh đạo Đảng của ông Tô Lâm có thể sẽ kéo dài đến Đại hội lần thứ 14, dự kiến diễn ra vào năm 2026. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao Chủ tịch Tô Lâm lại lựa chọn mà không phải là những nhân vật khác như vậy? Cụ thể như Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường. Trong hệ thống các quy định về hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư là người đứng đầu của Đảng, Thường trực Ban Bí thư là người có vị trí nhiệm vụ tương đương với một Phó Tổng Bí thư. Nghĩa là khi Tổng Bí thư vì một lý do nào đó không thể điều hành Đảng thì đương nhiên Thường trực Ban Bí thư sẽ tạm thay quyền Tổng Bí thư. Thế nhưng theo giới phân tích, theo thông tin thông báo của Bộ Chính trị về việc giao trọng trách cho Chủ tịch nước Tô Lâm đã dùng từ điều hành chứ không phải là giao vị trí quyền Tổng Bí thư. Vì vậy, việc Thường trực Ban Bí thư Lương Cường bị gạt ra ngoài là điều dễ hiểu. Một nguồn thạo tin của Đài BBC tiếng Việt cho biết, trước khi hôn mê sâu vào chiều ngày 17 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn ông Tô Lâm là người điều hành Đảng và sau đó Bộ Chính trị đã thống nhất. Vẫn theo Đài BBC, Tổng Trọng tin tưởng Tô Lâm vì ông Tô Lâm đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đốt lò chống tham nhũng. Việc Chủ tịch Tô Lâm chứ không phải là Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tạm thời thay thế vai trò của Tổng Trọng đã cho thấy khả năng cao ông Tô Lâm sẽ là Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 sắp tới. Điều đó cho thấy cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã thành công khi hạ bệ hàng loạt các nhân sự cấp cao nếu dám ngáng đường hoặc không thuộc phe cánh trong việc tiến tới chức Tổng Bí thư kế nhiệm ông Trọng. Các nhân vật như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ hay Trương Thị Mai là chủ trương của Tổng Trọng được cho là để phục vụ cho kế hoạch ông Trọng ngồi lại nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ 4 tại Đại hội lần thứ 14 sắp tới. Nhưng cuối cùng việc đó đã không thành và bây giờ ông Trọng đã chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của thoibao.de với bản tin vì sao trước khi chết Tổng Trọng chọn Tô Lâm chứ không chọn Lương Cường kế nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de